Rồi nó ổn định cơ thể mình chân thẳng. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống dưới sàn. Ý thức từ xương cụt hít vào vươn cao cột sống xoay vai mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào và thở ra thật chậm. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành ba tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào. Lần thứ hai hít vào. Lần cuối hít sâu. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ trên gối, mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể, thư giãn và thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, thư giãn và thả lỏng đôi vai, mềm mại với các ngón tay của mình, thư giãn và thả lỏng lưng trên, lưng giữa, lưng dưới. Chậm rãi mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào, mang thật nhiều oxy vào bên trong cơ thể. Và thở ra, tống hết mọi khí thải ra bên. Hãy cảm nhận và quan sát hơi thở của chính mình. Khi hít vào, ta biết mình đang hít vào. Khi thở ra, ta biết mình đang thở ra. Hãy lắng sâu trong hơi thở của chính mình để biết rằng ngay lúc này trên thảm tập chỉ còn lại hơi thở. Hơi thở là người thầy dẫn dắt chúng ta trong suốt buổi tập ngày hôm nay. Để cảm nhận hơi thở dài và sâu hơn nữa, mời lớp luyện sinh khí đầu giờ theo nhịp đếm. Hít vào 6 5 4 3 2 1. Chậm rãi thở ra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hít vào 6 5 4 3 2 1. Thở ra 12 11 10 9 8. Rút sát bụng vào rốn 7 6 5 4 3 2 1. Môi mỉm cười hít vào 6 5 4 3 2 1. Chậm rãi thở ra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Lần nữa hít vào 6 5 4 3 2 1. Thở ra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Lần cuối hít vào 6 5 4 3 2 1 và nín thở giữ hơi. Thả lỏng vầng trán, thả mềm khuôn mặt. Năm, bốn, ba, hai, một. Và chậm rãi thở ra hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên.
thở ra, xẹp sâu bụng lại, hít vào, căng căng bụng lên, thở ra, hấp sâu bụng lại, 15 đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên, hít thở đều. Hai tay ôm gối, chúng ta đi bài tập cổ. Hít vào ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở, cằm về sát khẩu ngực. Hít hài, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở, cằm về hợp ngực. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở, cằm về sát hợp ngực. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Và giữ lại. Thở, cằm về sát hậu ngực. Hít mặt về chính diện. Chậm rãi, xoay cổ sang phải. Thở, xoay cổ sang trái. Hít hai sang phải. Thở sang trái đổi bên. Lần nữa hít vào sang phải. Thở sang trái. Lần cuối sang phải. Và giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một, chậm rãi sang trái. Năm, bốn, ba, hai, một, hít mặt về chính diện. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Kéo vào, vươn cao cột sống. Căng căng 10 đầu ngón tay. Hai tay chắp lại. Kéo hai tay về trước ngực, chà sát lòng bàn tay, tạo độ nóng ấm cho đôi tay của mình. Chà sát và chà mạnh đều có hơi ấm. Có hơi ấm rồi, đưa tay ra sau vai cổ gáy, nhẹ nhàng massage vai cổ gáy, mềm vai mềm cổ. Đưa tay vuốt cằm, vuốt cổ từ dưới lên trên. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm, đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt, massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Đưa tay ra phía trước, chớp chớp mắt trong lòng bàn tay. Hai tay chắp lại, cúi đầu chào nhau, namaste. Rồi chào lớp mình một lần nữa. Rồi chúng ta tắt chân ngay nhịp cánh bướm nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi chúng ta duỗi thẳng chân dọc song song mép thảm.
nâng tay chân lên, xoay cổ tay, xoay cổ chân. Xoay đổi chiều ngược lại. Rồi hạ tay xuống, co cái chân phải lại chạm vào má ngoài chân trái. Lòng bàn chân phải chạm vào má ngoài chân trái, cái đùi trái. Giữ thẳng cột sống, để dưới đất luôn, không cần phải đặt ở trên gối ha. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hóp bụng vươn dài người về phía trước 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài người về phía trước 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước 45 độ. Hạ tay bám xuống dưới chân. Co gối rướn lồng ngực. Kéo cột sống dài ra một xíu nữa. Ấn mông xuống phía sau, cột sống kéo, giãn, kéo từ đáy thắt lưng, hạ ngực, bụng, trán chạm xuống dưới đùi, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở, hạ tay trái ấn gối phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang chân trái. Hít vào nâng lên. Thở vặn xoắn sang trái, bò tay cúi thẳng. Hít vào nâng lên. Hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang phải. Hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang phải. Hạ tay bên trái bò xuống dưới sàn, song song tay phải luôn. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hạ tay trái ấn gối phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang chân trái. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Vặn xoắn sang trái, bò tay cúi thẳng. Vặn xoắn sang bên trái á chị Hạnh, bên trái bò tay cúi thẳng, bên cái chân chúng ta duỗi ra. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang phải. Hạ tay phải úp xuống dưới sàn, tay phải đặt song song tay trái. Kéo cái mông lại ở phía sau ha, đừng có trường cái mông theo. Ở biên độ vặn xoắn rất là sâu. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hạ tay phải ấn gối trái. Xin lỗi, hạ tay trái ấn gối phải, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên trái. Vươn dài và hạ sâu xuống nữa, kéo căng cái eo lườn bên phải. Ai tốt nắm mũi tay trái vào, nắm mũi tay phải vào ngón chân trái. Mở căng lồng ngực, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở vặn xoắn sang trái, bò tay cúi thẳng. Năm, bốn, ba,
Hãy một hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang phải. Ấn trở tay nghiêng sâu hơn, hít thở đều kéo căng lại, eo lườn bên trái. Úp vai bên trái xuống, hạ tay bò sạc. Hạ tự rồi trường dài về phía bên trái, trường sang bên trái nha, lớp mình đừng bò ra sau. Hít biên độ sang bên trái, duỗi thẳng ra phía trước. Bên trái song song với cái đầu gối của mình luôn á. Hít thở. À, bên phải cái lớp mình, bên phải song song với cái đầu gối phải luôn. Chúng ta đang hướng sang phải. 3, 2, 1. Hướng tay phải sang ra sau bên phải, tay trái nâng lên kẹp sát mang tay. Căng các ngón tay bên phải ra. Siết bụng đùi, hít vào nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Đẩy hông mông cao lên nữa. Đúng rồi, chậm rãi. Phương Tâm kéo cái tay về lại một xíu để cái cổ tay song song với cái vai Phương Tâm. Đúng rồi, cái lớp mình ai chưa cái cổ tay song song với vai chúng ta kéo về cho song song. Rồi, siết cơ đùi lại, hít vào nâng chân trái rời khỏi sàn. Nâng cao lên cổ chân mông vai trên một trục thẳng. Và giữ lại. 3, 2, 1. Co chân trái vào mông, quạt tay ra sau nắm được cổ chân. Nắm được rồi kéo căng vai, căng ngực, hít thở đều. Mạnh mẽ cho tay bên dưới là chúng ta nâng cái tay cao lên, đừng để lực dồn vào cổ tay. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ hông mông xuống sàn. Vươn hai tay lên cao trở lại. Nâng chân trái rời khỏi sàn. Hạ hai tay song song, nâng cao cái chân trái hết biên độ của nó. Cao lên nữa nào. Đúng rồi. Duỗi cái mũi chân hút thẳng ra phía trước. Nâng cái đầu gối cao lên. Đừng ngã cái người chúng ta ra sau quá người, đặng cái lồng ngực lên. Nâng cái người chúng ta lên. Cái bụng tiến sát vào cái đùi, mạnh mẽ cho cơ đùi, mạnh mẽ cho cơ bụng. Đúng rồi, ngã ra sau thì nó nhẹ hơn. Tiến lại gần thì nó nặng hơn. Mà càng nặng nó vào lực nhiều hơn. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ chân tay xuống sàn. Co chân trái, duỗi chân phải đổi về. Vươn hai tay lên cao hít vào. Vươn dài người về phía trước 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài người về phía trước 45 độ. Hít vào nâng lên trở lại. Vươn dài người về phía trước 45 độ. Kéo vươn dài cột sống. 3, 2, 1. Hạ tay nắm lòng bàn chân. Nắm được rồi co gối kéo cơ dọc sống ở phía sau. Hạ bụng, ngực, trán trên cái đùi bên phải. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, một. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao, thở hạ tay phải ấn gối trái, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang phải. Tập cho cân bằng bên này đi chị Hạnh. Chị Hạnh ơi, hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao, thở vặn xoắn sang bên phải, bò tay cúi thẳng. Hít vào nâng lên. Hạ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang trái. Úp vai phải xuống sàn, bò tay sang bên trái.
Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở hạ tay phải ấn gối trái, tay trái kẹp sang mang tay nghiêng lườn sang phải. Nghiêng sâu hơn sang bên chân phải, hít vào nâng lên. Vặn xoắn cơ thể sang phải, bò tay cúi thẳng. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Hạ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sang mang tay nghiêng lườn sang trái. Úp vai phải xuống. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở. Hạ tay phải ấn gối trái, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn qua bên chân phải. Kéo và nghiêng sâu hơn. 3, 2, 1. Ai tốt hạ mũi tay nắm mũi chân. Đẩy căng lồng ngực nghiêng sâu hơn nữa, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở vặn xoắn sang bên phải, bò tay cúi thẳng. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hạ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sát mang tay. Nghiêng sang trái nào cái lớn. 3, 2, 1. Úp vai phải xuống, hai tay bò hết sang bên trái, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Bò tay ra phía sau, ấn tay lòng bàn tay trái xuống phía sạc. Tay trái cố gắng cố song song với vai, tay phải kẹp sát mang tay. Siết bụng đùi. Hít vào nâng hông mông lên rồi khỏi sàn. Đẩy hông cao lên nữa. Ổn định cơ thể. Nâng chân rời khỏi sàn. Chân ở trên là cái chân phải. Nâng cao lên để cho nó bằng vai. Hít thở. 5, 4, 3, 2, 1. Co gót chân vào mông, quạt tay ra sau nắm lấy cổ chân. Nắm được rồi, kéo căng tay, căng vai, căng ngực. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay hạ. Tay xuống dưới sàn, hạ mông xuống dưới sàn. Hai tay vươn lên cao trở lại. Thở nâng chân phải rời khỏi sàn. Hạ tay song song phía trước chân. Duỗi thật căng cái mũi chân ra phía trước, kéo cái bụng tiến sát vào cái đùi. Rướn cái lồng ngực lên, thẳng cái cột sống. Đúng rồi, càng kéo vào cơ đùi của chúng ta càng siết, cơ bụng càng siết. Lý kế chân sát vào nữa em, nâng cái chân cao lên nữa. Đúng rồi, kéo sát vào. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ chân xuống sàn. Duỗi chân trái ra, hai tay vỗ thắt lưng xuống chân xuống đùi. Rồi, chúng ta đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn úp. Ổn định cơ thể. Chúng ta chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào võng lưng vươn ngực rướn cằm. Thở hấp bụng gù lưng cằm về sát hõm ngực. Hít vào võng lưng vươn ngực rướn cằm.
thở hấp bụng cụ lưng cầm về sát hợp ngực. Hít vào võng lưng vương ngực rướn cao cầm lên, rút bụng võng lưng rướn cao hơn nữa. Kéo cái tay ra xa cái tay. Và thở hấp bụng cuộn lưng cầm về sát hợp ngực. Rút bụng gù lưng cao lên, hít thở. Đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù. Chân phải hít vào, nâng chân phải lên đá phải. Và kéo phải ra sau. Mũi chân hướng xuống sàn, đạp gót chân căng ra sau. Nâng tay trái kẹp sát mang tay. Thở, đá chân tay sang bên ngang. Tay sang ngang, chân sang ngang luôn. Hít vào trở về, tay chân ra sau. Thở, co đầu gối, ôm gối kéo sát vào trán. Hít vào nâng lên, đá duỗi thẳng tay chân. Chậm rãi đá tay chân sang ngang. Hít vào, trở về, duỗi thẳng tay chân. Co đầu gối, ôm tay kéo sát vào trán. Hít vào, duỗi thẳng tay chân. Đá tay chân sang ngang và giữ lại. Mũi chân chúng ta cố gắng kéo gần về tay, càng gần càng tốt. Nặng. 3, 2, 1, duỗi thẳng tay chân trở lại. Co đầu gối, ôm gối kéo sát vào trán. Và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống sàn. Hạ cái chân bên phải ra ngoài ngón út bàn tay phải. Thư giãn cho đôi tay của mình một xíu đi nào. Chân trước tấn cho nó vuông góc, chân sau cũng đặt đặt cho nó vuông góc luôn. Hai tay vẫn bám xuống dưới sàn. Ký cái mũi chân sau vào. Nâng cái đầu gối chân sau rời khỏi sàn, cách sàn thật gần, càng gần càng tốt. Nó chỉ có nâng lên rời khỏi sàn thôi. Đúng rồi. Nâng đầu gối chân sau lên càng gần càng tốt ha. Hít thở đều. 3, 2, 1. Bám cho chắc cái tay trái xuống sàn. Vươn cái tay phải dài về phía trước. Hít thở đều. Đúng rồi, úp cái người chúng ta xuống, đừng lật cái người chúng ta lên. Người lúc này úp xuống dưới sàn luôn. Chúng ta chỉ có cái việc là kéo giãn dài về phía trước thôi. Hít thở. Hạ cái đầu gối càng thấp càng càng tốt nào. Năm. Nâng cái tay rời khỏi sàn luôn chị Trang Lê. Bốn. Đúng rồi, nâng cái đầu gối rời khỏi sàn ha. Ba. Hai. Một. Thở, hạ tay bám xuống sàn. Rút chân sau về bằng chân trước, co cúi gập sau, thở hết hơi ra. Chân trước đặt ở bên ngoài ngón út thì chân sau rút về cũng đặt bên ngoài ngón út ha. Chân trước chúng ta đang đặt ở bên ngoài ngón út, rút cái chân sau về cũng vậy. Rút chân sau về bằng chân trước phương tâm, co cúi gập sau em. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên hít vào. Thở cò cúi gập sâu trở lại. Co gối, tay kẹp sát mang tay, lùi mông ra sau cả ghế. Và giữ lại. 5, 4, 3, 2, một. Hít vào nhón cao gót chân lên.
3, 2, 1. Hạ gót chân xuống, nâng mũi chân lên. Lần này nâng mũi chân lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ mũi chân dựng thẳng cột sống, vươn hai tay lên cao, hít vào. Co gối vươn dài người về phía trước, bám tay xuống sàn, thở hết hơi ra. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Rút trái ra sau bằng phải tấm ván. Rút bụng, đẩy cao cái đùi lên, cao cái mông cho chúng ta lên. Hạ gối, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn. Ký mũi chân, đưa cơ thể về lại tư thế chiếc bàn ấp, hít thở đều. Chỉnh lại cơ thể. Chân trái chuẩn bị, hít vào, nâng chân trái, đá chân trái ra sau. Nâng tay phải kẹp sát mang tay. Thở đá tay chân sang ngang. Hít vào, tay chân ra sau, duỗi thẳng tay chân về hai hướng. Thở co gối, ôm gối kéo sát vào trán. Hít vào nâng lên, duỗi thẳng tay chân. Thở đá tay chân sang ngang. Hít vào trở về, duỗi thẳng tay chân. Thở co gối, ôm kéo sát vào trán. Hít vào, duỗi thẳng tay chân. Đá tay chân sang ngang lần cuối và giữ lại. Hướng cái mũi chân về gần cái tay, càng gần càng tốt. Nâng cái cổ chân song song với cái hông. Tay nâng lên song song với vai. Khá là nặng ha, chúng ta đang tập lực cho tay vai bụng đùi. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Duỗi thẳng tay chân ra trở lại. Và lần cuối co gối ôm kéo sát vào trán, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay bám sàn. Hạ chân trái ra ngoài ngón út bàn tay trái. Và chúng ta chỉnh cho cái trục ở đây nó vuông góc đi cả nhà mình. Đầu gối trước song song với cổ chân phía trước. Rồi cái chân phía sau chúng ta kéo cho nó song song luôn. Đừng có lệch cái chân ra phía sau. Ở tư thế này chúng ta lên luôn cả cái góc vuông á. Đừng có để lệch chân ra phía sau. Chúng ta đổ chân bị trường người về phía trước. Ổn định cơ thể. Bám chặt hai tay trước đi nào. Nâng đầu gối chân sau rời khỏi sàn. Cách sàn càng gần càng tốt, tùy theo biên độ của mỗi người chúng ta nâng lên. Miễn sao nó cách sàn là được rồi. Rút bụng. Đúng rồi. Để cho người chúng ta lúc này nó vẫn ở tư thế vuông góc. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Bám chặt cho cái tay bên phải, vươn cái tay trái dài về phía trước. Đúng rồi, chỉ cần kẹp sát mang tay thôi, vươn dài về phía trước, úp cái người chúng ta xuống, úp vai chúng ta xuống, nó song song với cái sàn luôn. Đúng rồi, hít thở đều đi nào, mạnh mẽ cho tay vai. Tôn Lý nâng cái tay kẹp sát mang tay em, tức là nâng cái tay cao lên nữa thôi, đừng lật vai. Đúng rồi, và giữ lại. 5, 4, 3, cố gắng lên nào, chị Trang lên rất là thẳng nè. 2, máy tự nhiên nó đứng như trời. Chậm rãi, từ từ nhé cả lớp.
Một, hạ tay bám xuống sàn, rút chân sau về bằng chân trước, đặt ra ngoài ngón út bằng tay phải, co cúi gập sau, thở hết hơi ra, ngón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên hít vào, thở co cúi gập sau trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao hít vào. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau. Hít vào nâng lên. Co gối lùi mông ra sau cả ghế. Hít vào nhón cao gót chân. Rút bụng, gót chân với mũi chân trên một trục thẳng, tức là chúng ta phải nhón cao lên nữa, đẩy cái biên độ cao lên. 5, 4, 3, 2, 1, hạ gót chân, nâng mũi chân. Và tiếp tục giữ lại, nâng mũi chân lên. 5, 4, 3, 2, một hạ tay bám sàn, hạ mũi chân xuống sàn. Chân trái bước dài chân trái ra sau. Rút phải ra sau bằng trái tấm ván. Đạp mạnh gót chân đẩy người về phía trước, hít thở đều. 3, 2, 1, nâng chân phải rời khỏi sàn. Người vẫn về tấm ván, mũi chân hướng xuống dưới sàn. 5, 4, 3, 2, 1, ai tốt nâng tay trái kẹp sát mang tay. Người vẫn ở tư thế tấm ván, siết cơ bụng lại, chúng ta nâng lên. Chân vẫn ở trên cao, nâng tay trái, đúng rồi, hít thở đều và giữ lại. Ôi cha, chị Hạnh nâng được tư thế này là quá tốt nè. Lực của chị Hạnh cũng khá tốt ha. 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống sàn. Hạ gối, hạ ngực, cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Ai mà ở tấm ván nâng được cả tay và chân, tức là lực và việc thăng bằng rất là tốt ha. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông chó úp mặt duỗi mình. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít đá phải lên cao. Bước phải về giữa hai tay. Rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Hai tay nâng lên. Đánh tay ra sau, nắm lại thành một nắm đấm. Đúng rồi, chúng ta đang ở góc 45 độ. Hít thở đều. Đánh tay ra sau, hai cái cùm tay chúng ta cố gắng khép chặt lại. Chúng ta càng tách cái cầm tay ra thì cái việc đánh nó sẽ cao lên. Nhưng mà cái việc mở vai thì nó sẽ không bằng chúng ta khép chặt cái cầm tay lại. Đúng rồi, hít thở đều, đạp mạnh gót chân ra phía sau. 5, 4, 3, 2, 1, vươn dài người về phía trước. Đánh cái cầm tay cao lên, trán gần chạm sàn chứ không chạm sàn. Hít thở đều và giữ lại. Hạ thấp hông. 5, trán hạ xuống thấp gần chạm sàn đi lớp mình. 4, đánh cái tay cao lên. 3, 2, 1, hạ tay bám xuống dưới sàn. Bám chặt tay, rút chân trước ra sau, về lại chó úp mặt duỗi mình.
đẩy người về phía trước tám ván, hít thở đều, chỉnh lại tám ván nào, duỗi mũi chân đẩy người thẳng về phía trước, đúng rồi, hít thở đi nào, ba hai một, nâng chân trái rời khỏi sàn. Nâng tay phải kẹp sát mang tay. Hít thở đều. Đúng rồi. Giữ. 5. 4. 3. 2. 1. Hạ tay xuống sàn. Hạ gối. Còn một xíu nữa ha. Chúng ta cố gắng lên. Chúng ta đang đi về lực. Ngực cầm chạm sàn. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông chó úp mặt duỗi mình. Chúng ta đi luôn hết cái chuỗi của cái động tác này rồi chúng ta thư giãn một xíu. Hít vào nhón cao gót chân. Hôm nay chị Hạnh tập tốt rồi nha. Chân trái hít đá trái lên cao. Bước trái về giữa hai tay. Tách bụng ra khỏi đùi, rướn dài lồng ngực. Hai tay nâng lên, đánh tay ra sau thành một nắm đấm. Kéo căng cái nắm đấm đó ra phía sau, đạp mạnh gót chân. Người chúng ta trướng về phía trước, hít thở đều. 5. 4, 3, 2, 1, hạ trán xuống, đánh nắm đấm nó cao lên, hạ trán gần chạm sàn nhưng không cho chạm sàn, càng thấp càng tốt, đúng rồi, thấp xuống nữa cả lớp mình, tay thì đánh cao lên nữa, hít thở, giữ, rất là tốt ạ, 5, 4, 3, 2, 1, bám tay xuống dưới sàn luôn, bám tay xuống sàn luôn, rút chân trước ra sau tám ván, đạp gót chân, hít thở đều, đẩy vai về phía trước nữa Phạm Đạo, 5 4 3 2 1 hạ gối, duỗi mũi chân lùi mông thư giãn, em bé hít thở đều. Đặt tay ra sau về thư giãn em bé đi lớp. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi nâng người chúng ta lên về tư thế chó úp mặt duỗi mình. Rồi đi dần cái tay về giữa giữa tay và chân. Giữa tay và chân ha. Đừng đi về đầu thảm, đi về giữa tay và chân thôi. Rồi thu tay và chân gần lại với nhau đi nào. Cái chân chúng ta bước lên và cái tay chúng ta thu về, người mình lúc này đứng về giữa thảm. Chúng ta thu hai hướng về cùng một một hướng để cho nó giữa thảm. Lùi mông, co gối, tay kẹp sát mang tay, cái ghế. Cuộn cái cơ mông lớn xuống nè cả lớp mình, rút bụng, đẩy cái thắt lưng ra, đẩy cái
cái cổ sống lưng của chúng ta cuộn xuống dưới, đúng rồi, rút bụng sát vào rốn, hít thở, 5 4 3 2 1 nhón gót chân cao lên, gót chân, đúng rồi, lần này chúng ta cố gắng ấn cái mũi chân xuống và cái gót chân nhón cao lên để gót chân nó nằm trên cái mũi chân thôi, đúng rồi, giống như diễn viên múa ba lê cả lớp. Giữ lại, 5 4 3 2 1, hạ gót chân xuống sàn, hạ gót chân xuống thì người chúng ta sẽ giữ lại được trục thăng bằng. Rồi, hạ gót chân như nào? Hạ gót chân xuống thì chúng ta giữ trục thăng bằng. Và một lần nữa nâng mũi chân lên. Bây giờ chị ấn gót chân xuống và chúng ta siết cơ bụng để cho nó nhẹ cái cơ đùi, làm sao mà chị còn cái gót chân ấn xuống dưới sàn. Đúng rồi, tìm sự thăng bằng, hít thở, 5, 4, 3, 2, 1, nâng thẳng người lên, thẳng người lên để thư giãn cái đùi đi nào. Tay chúng ta vẫn vươn lên cao. Chúng ta cứ giữ tay kẹp sát mang tay, nó sẽ tăng cơ ha, nó sẽ tự tạo cái sức mạnh, là nó xoắn các cơ vào trong xương ở đây. Nó khá mỏi nhưng mà nó cũng sẽ tạo sức mạnh cho mình. Rồi, vươn dài người về phía trước. Hạ tay bám xuống sàn. Lùi mông ra sau, cái ghế trở lại. Không, tay chúng ta vẫn bám xuống sàn rồi chúng ta lùi cái mông ra sau, tay vẫn bám xuống sàn đi cả lớp mình. Đúng rồi, và chúng ta lùi mông ra sau giống như mông của cái ghế nhưng mà tay vẫn bám xuống dưới sàn. Và chúng ta xích tay về phía trước để cái khoảng cách mũi tay với cái cổ tay là một bàn tay. Chúng ta chuẩn bị lên tập để lên thế ha. Đúng rồi, một bàn tay ha. Nhưng mà cái cổ tay với cái vai chúng ta cố gắng đặt cho nó vuông góc. Lúc này xòe căng các ngón tay ra và bám chặt tay xuống dưới sàn. Tư thế này chống chỉ định cho những ai mà chúng ta bị đau cổ tay, khuỷu tay rồi nha. Cho nên là cả lớp mình lựa sức của mình mà chúng ta tập. Rồi, đẩy người về phía trước, đặt hai cái đầu gối lên trên cái nách của cái tay hoặc là cái phần của cái bắp tay mà chúng ta cảm giác là nó sẽ dựng và giữ được ở biên độ đấy. Đặt vô đi cả lớp mình. Từ từ hãy nâng lên. Rồi, đặt được rồi, nhón cái gót chân cao lên. Rồi, rướn cái lồng ngực về phía trước nữa, miss down, trường cái cổ, cái cằm dài về phía trước nữa. Đúng rồi. Và chậm rãi. Đó. Hạ xuống lại, hạ xuống lại. Hạ xuống, đưa cơ thể về lại đi nào, từ từ chúng ta tập quen đã. Không, hạ xuống nhưng mà chúng ta vẫn giữ thế ở cái tư thế đấy, đừng có ngồi bẹp xuống, tuôn lấy. Nâng lên, chúng ta đang chuẩn bị vào thế, ra ngồi xuống rồi. Rồi tiếp tục nè. Co đầu gối lại, lần này chúng ta lên luôn nha, lên tầng chân. Đặt tay bám xuống và đầu gối kề vào trong cái nách của mình. Rồi, nâng cái chân nào mà chúng ta thấy thuận lên. Chúng ta phải đặt cái đầu gối cho nó vào cái bắp tay đi nào. Cái chân nào chúng ta thấy thuận thì chúng ta đưa lên trước. Đúng rồi. Rồi, cái chân còn lại chúng ta tiếp tục nâng lên, rướn cái lồng ngực dài về phía trước nữa. Nâng cái chân còn lại lên luôn. Đúng rồi, và duỗi hai cái mũi chân ra. Lên chị Trang Lê, màn hình đang ở chỗ chị. Đúng rồi, kẹp hai cái chân sát vào nhau, song song, lên. Đẩy cái người về phía trước để chúng ta... Tôi thế này lúc lúc lớp mình lúc trước có ai lên được. Cái tay của chị đặt trên cái đầu gối và chúng ta phải phải lấn 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 lấn, nói chung là lần lần để cho nó đừng có bị trượt ha. Rồi xong chúng ta chồm người về phía trước, mình sẽ nâng lên được. Đúng rồi, trường về phía trước nữa chị, trường về phía trước nữa. Lên. Rồi. Rồi, thành đào nè, bạn nào
Bạn nào muốn lên thì rồi qua bạn bạn Đào nè. Đào đang bị đau tay nha, cho nên là hãy cảm nhận cơ thể của mình nha. Rồi rướn cái lồng ngực dài về phía trước nữa, Đào kéo cái cổ dài về phía trước nữa cho nó mới nhẹ. Đúng rồi, cái chân nào thuận nâng lên trước. Rồi kéo cái gót chân sát vào mông, duỗi cái mũi chân ra để cho chúng ta giữ cái độ thăng bằng phía sau. Rồi, rút chân còn lại lên. Đúng rồi, lên một xíu nữa. Rồi, Phương Tâm, Lan chuẩn bị đi Lan và Lý bữa nay. Lúc trước lên được lắm mà sao bữa nay nằm rồi bạn bạn Lý. Mệt quá hả? Bữa nay mệt nên nằm rồi. Đúng rồi em. À, Phương Tâm nó chờ người về phía trước tốt nè, hạ cái mông xuống một xíu. Đúng rồi, đặt cái đầu gối trên cái tay, đừng cho nó trượt là được. Rồi, nó đã vuông góc rồi đó. Rồi, rút cái chân, duỗi cái mũi chân em ra. Đúng rồi, chân còn lại, nâng lên. Đúng rồi, giữ được một giây rồi ha. Rồi, Lam nè. Đúng rồi, Lam. Rướn cái lồng ngực em về phía trước nữa. Đúng rồi, tay đặt đúng rồi đó, tay vai đã vuông góc rồi đó. Kéo cái gót chân cao lên nữa, duỗi cái mũi chân để nâng lên ra. Đúng rồi, rồi. Tay còn lại, chân còn lại lên. Rút một cái. Trường dài về phía trước nữa, trường người, đúng rồi, nó bắt đầu nhẹ hơn hồi nãy rồi đó. Nâng cái chân còn lại. Không được. Bạn Lý nằm rồi hả bạn Lý? Rồi cả lớp mình. Ai muốn làm lại, bạn Đào muốn làm lại hay sao mà ngồi nữa kia? Muốn làm lại hả? Rồi bạn cả lớp mình ai mà là ok rồi thì hạ xuống ha, chúng ta rung lắc cổ tay và trả lại cổ tay đi cả lớp. Cho bạn Đào làm lại một lần nữa nè. Đào trường cái cổ dài về phía trước nữa. Phương Tâm hồi nãy nó trường rất là dài về phía trước. Rồi nâng chân lên. Rồi đấy, bây giờ bắt đầu ổn rồi đó. Rồi chân còn lại mít vào. Đúng rồi, lần này giữ lâu, ok. Rất là tốt nè. Lần này giữ lâu rồi đó, chúng ta vào thế đúng là mình sẽ giữ được. Rồi, hạ cơ thể xuống, thư giãn tay vai nào. Rung lắc nhẹ cổ tay, cổ chân. Nằm người chúng ta xuống luôn. Hai tay dang ngang, chúng ta vặn xoắn trả cơ. Bạn Lý mới không thử sao nằm sớm nhỉ? Từ ngày bạn Lý khoái lắm mà thử lắm. Nay mệt thì sao nằm rồi? Bạn xoắn trả cơ rồi, chúng ta ôm lưng, bật lăn lưng lên xuống ạ. Bật lăn lưng lên xuống đi lớp. Tư thế này là một trong những tư thế khó ha. Và đùi, cơ bụng, tay, vai chúng ta phải khỏe. Rồi hạ tay chân xuống, chúng ta thư giãn. Hai chân tách rộng bằng mép thẳng. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Hít vào nhẹ nhàng và thở ra êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Cảm nhận cơ thể mình đang nhẹ nhàng. Cảm nhận toàn thân chúng ta đang được thư giãn. Hãy loại bỏ hết những tiếng động, những âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Hướng ý thức quay về ngôi nhà nội tâm của mình. Hít vào thật chậm và thở ra êm.
Mở lớp, mang ý thức quay trở lại căn phòng, cũng lắc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể. Và thở ra hạ tay xuống, co gối nghiêng người sang một bên nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Và chậm rãi nâng người ngồi dậy. Chị Hạnh bữa nay đi nằm nằm giường cho nên đi sớm này. Ổn định cơ thể mình trên thảm, vươn hai tay lên cao hít vào. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực, cầm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ, bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn. Tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào, Namaste. Rồi, xin chào cả lớp, cảm ơn cả lớp.